Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chúa Nhật 12 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề trợ tử và kết liễu mạng sống người bệnh vì lòng thương xót. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này sẽ nói về đề tài, hai hình thái hành hương và các định hướng mục vụ hành hương. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày. Vatican, Đức Thánh Cha đề cao dịch vụ Điện thoại Bạn Italia phục vụ những người cô đơn gặp khó khăn, buồn sầu và lo âu. Ngày bài tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 11 tháng 3 dành cho 400 người thiện nguyện trong dịch vụ Điện thoại Bạn này. Điện thoại Bạn Italia là một tổ chức thiện nguyện được thành lập cách đây 50 năm và hiện có 700 người thiện nguyện, phục vụ 365 ngày mỗi năm mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 24 giờ đêm. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói rằng, hoạt động của anh chị em là một dịch vụ quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh xã hội ngày nay, có nhiều phiền tối và khó chịu, thường do sự cô lập và thiếu đối thoại gây ra. Các thành phố lớn, mặc dù đông dân, nhưng chúng là biểu tượng một lối sống ít tình người, như thái độ dững dưng lãnh đạm lan tràn, sự liên lạc với nhau ngày càng có tính chất tìm thể và bớt đi đặc tính trực tiếp với nhau, thiếu các giá trị vững chắc nâng đỡ cuộc sống, thứ văn hóa lo sở hữu và chăm sóc vẻ bề ngoài. Trong bối cảnh đó, cần phải tạo điều kiện cho sự đối thoại và lắng nghe. Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của đối thoại và lắng nghe, đối thoại giúp hiểu biết lẫn nhau và hiểu những nhu cầu của nhau. Đối thoại biểu lộ một sự tôn trọng lớn nhận ra những khía cạnh tốt đẹp của người trao đổi với mình. Ngoài ra, đối thoại cũng là biểu hiện lòng bác ái. Vì tuy nhận thức có những khác biệt, đối thoại có thể giúp tìm kiếm và chia sẻ hành trình để đạt tới công ích. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, để đối thoại thì phải có khả năng lắng nghe. Đây là điều nhiều người đang thiếu. Lắng nghe tha nhân, đòi phải kiên nhẫn và chú ý. Chỉ người nào biết im lặng thì mới biết lắng nghe và Đức Thánh Cha kết luận rằng các bạn thân mến, qua đối thoại và lắng nghe, chúng ta có thể góp phần vào việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, làm cho nó trở thành nơi tiếp đón và tôn trọng, chống lại chia rẽ và xung đột. Vatican, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Colombia trong 5 ngày, từ mùng 6 đến 11 tháng 9 năm nay, theo lời mời của Tổng thống và Hội đồng Giám mục nước này. Đức Thánh Cha sẽ viếng thủ đô Bogota, Villa Vicencio, Medellin và Cartagena. Trước đây, Ngài đã hứa nếu Colombia được hòa bình thì Ngài sẽ đến để hỗ trợ tiến trình hòa giải tại nước này. Năm ngoái, chính phủ Colombia và phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia gọi tắt là FARC đã ký hiệp định hòa bình với nhau chấm dứt 52 năm nội chiến đẫm máu và hiện nay cuộc thương thuyết giữa chính phủ Colombia với nhóm phiến quân thứ hai, quân đội giải phóng Colombia, gọi tắt là ELN, đang tiến hành tại Quito, thủ đô Ecuador. Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, sứ thần tòa thánh tại Colombia, nói rằng Đức Giáo Hoàng muốn đến đây để gặp nhân dân Colombia. Ngài đến gặp những người sống ở thành thị cũng như ở thôn quê, với những văn hóa và nhu cầu khác nhau. Ngài đến đây để gặp người giàu cũng như người nghèo, người trẻ cũng như người già. Đức sứ thần cũng nhận xét rằng trong chuyến đi Nam Mỹ vào tháng 9 năm nay, Đức Thánh Cha chỉ viếng thăm Colombia mà thôi, và đây là một điều họa hiếm. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng mà Đức Thánh Cha dành cho cuộc viếng thăm này tại Colombia. Colombia đã được Đức Phaolô sáu VI viếng thăm từ ngày 21 đến 25 tháng 8 năm 1968 và Thánh Joan Lô II từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 7 năm 1986. Accra, ban thường vụ Liên hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, kêu gọi ban lãnh đạo Đài Vatican tái lập diệt phát thanh qua sóng ngắn. Từ năm 2012, diệt phát thanh qua sóng ngắn và sóng trung bình của Đài Vatican đã được thay thế bằng các tần số FM và Internet cho châu Âu và Mỹ Châu, nhưng vẫn còn được duy trì cho các chương trình phát về Phi Châu, Á Châu và Trung Đông. Năm nay, Ban lãnh đạo Bộ Truyền thông đã quyết định sẽ ngưng hoàn toàn việc phát thanh qua sóng ngắn và thay vào đó sẽ phát thanh qua Internet cho dùng Phi Châu và Á Châu. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 10 tháng 3 vừa qua, ban thường vụ liên hội đồng giám mục phi châu và madagascar trong phiên nhóm họp tại agra của thủ đô nước ghana đã gửi thư chính thức đến ban lãnh đạo mới của đài vatican để bày tỏ lo âu và quyết định ngưng phát thanh qua sóng ngắn các giám mục nói rằng các chương trình phát qua sóng ngắn bảo đảm cho hàng triệu người dân phi châu được nghe đức thánh cha và chia sẻ những quan tâm cũng như sứ vụ của giáo hội các giám mục chính thức yêu cầu tái lập việc phát thanh qua sóng ngắn. Thư của các giám mục có đoạn viết. Trong khi chúng tôi nhìn nhận rằng các chương trình của Đài Vatican có thể nghe được qua Internet, nhưng sự kiện nhiều người dân Phi Châu không có các phương tiện hoặc kỹ thuật để nghe các chương trình qua Internet. Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và đánh giá cao vai trò của Đài Vatican từ nhiều thập niên qua, đã đóng góp vào công việc loan báo tin mừng cho Phi Châu, huấn giáo và phát triển tinh thần cho người dân tại lục địa này. Và các giám mục xe cam cam kết rằng Đài Vatican vẫn luôn là một nguồn tin đáng tin cậy về giáo hội hoàn cầu và là một kênh mau lẹ để chia sẻ tin tức về Phi Châu, về các nơi khác trên thế giới. Roma Chiều Chúa Nhật hôm nay 12 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo sứ Thánh nữ Madalena di Canossa và đây là giáo sứ thứ ba ở Roma được Ngài viếng thăm kể từ đầu năm đến nay và là sứ đạo thứ 13 được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm kể từ khi làm giám mục giáo phận này. Giáo sứ Thánh Madalena di Canossa cũng thuộc vùng ngoại ô của giáo phận Roma và tọa lạc ở mạng Tây Bắc, được thành lập năm 1988 và giao cho các cha dòng nam tử bác ái thánh Canosa trông coi đây là một giáo sứ sinh động gồm nhiều gia đình trẻ theo chương trình do cha sở công bố khi đến giáo sứ vào khoảng 4 giờ chiều đức thánh cha sẽ gặp các em bé học giáo lý trả lời các câu hỏi của các em ngài cũng gặp nhóm hướng đạo sinh rồi một nhóm các nữ tu dòng nữ tử bác ái thánh Canosa cùng với nữ tu tổng quyền sau đó Đức Thánh Cha thăm các bệnh nhân, người già và gia đình các em bé được rửa tội trong năm ngoái tổng cộng là 65 người, rồi gặp các nhân viên mục vụ, các giáo lý viên và những người thiện nguyện của tổ chức Caritas. Trước khi cử hành thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ giải tội cho bốn giáo dân, gồm một thiếu niên, một thanh niên và hai người lớn, một nam, một nữ. Đại Điền Đức cha Lazaro Du Hưng thực giám mục giáo phận Đại Điền, tuyên bố rằng có cuộc khủng hoảng và đau khổ ở Hàn Quốc. Nhưng ngày hôm nay, người ta thấy hé mở một hy vọng mới cho đất nước. Đức cha cũng là chủ tịch ủy ban giám mục Hàn Quốc về công lý và hòa bình. Ngài tuyên bố như trên hôm 10 tháng 3 với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, sau khi tòa án tối cao của Hàn Quốc phê chuẩn quyết định của Quốc hội, trúc phế ba Tổng thống Phát Cận Huệ. Phán quyết của tòa án tối cao chấm dứt 3 tháng khủng hoảng. Trong vòng 60 ngày, các cử tri Hàn Quốc sẽ đi bầu tổng thống mới. Đức cha Du Hưng Thực nói rằng, chúng tôi đã thấy trong những tháng qua sự thức tỉnh lương tâm của các công dân. Họ trở thành những người nắm vai chính và xuống đường để bày tỏ ý chí xây dựng công ích. Phản ứng lớn lao này của dân chúng trong ôn hòa và với ý thức công dân cao độ đối với tôi là một khía cạnh rất tích cực trong tất cả những biến cố đau thương này. Theo Đức Giám mục Giáo Phận Đại Điền, cộng đồng công giáo Hàn Quốc trong thời điểm lịch sử này được kêu gọi tiến thêm một bước nữa, đó là chứng tỏ mình là những người xây dựng công lý, hòa bình và công ích của đất nước. Trong khi phủ nhận bạo lực và oán thù, chúng ta được kêu gọi góp phần tái lập bầu khí huynh đệ và đoàn kết để ra khỏi cuộc khủng hoảng và nhìn về tương lai với niềm hy vọng được đổi mới. Vatican, thứ Bảy 25 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Tổng giáo phận Milano Bắc Italia, là giáo phận lớn nhất Âu Châu với hơn 5 triệu tín hữu công giáo. Theo chương trình do phòng báo chí tòa thánh công bố, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc quá 7 giờ sáng, sau khi đến nơi, lúc 8 giờ rưỡi, Ngài sẽ gặp những người du mục và người Hồi giáo, người nhập cư và những người nghèo cư ngụ tại khu vực Kazebianke, Nhà Trắng, thuộc giáo sứ San Gandino. Lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ đến nhà thờ chính tòa Milano để gặp các linh mục và tu sĩ nam nữ. Tiếp đến, Ngài chủ sự buổi đọc kinh truyền tin và ban phép lành lúc 11 giờ tại thềm nhà thờ chính tòa Milano. Sau đó, ngài viếng thăm nhà tù Thánh Vittore trước khi dùng bữa trưa với 100 tù nhân trong một khu vực của nhà tù. Lúc gần 2 giờ chiều, Đức Thánh cha sẽ đến công viên Monsa, cách trung tâm Milano 18 cây số để cử hành thánh lễ tại đây lúc 3 giờ chiều cho các tín hữu. Đã có hơn 600.000 tín hữu ghi danh để tham dự thánh lễ. Sau đó ngài trở về tòa tổng giám mục Milano vào lúc 4 giờ rưỡi chiều. Một tiếng sau đó, Đức Thánh cha sẽ đến sân thể thao Meazza San Siro để gặp gỡ 80.000 thiếu niên đã và sắp chịu phép thêm sức. Ngài sẽ trả lời một số câu hỏi do một em, một người cha và một giáo lý viên nêu lên. Đức Thánh cha sẽ rời Roma lúc 6 giờ rưỡi chiều và dự kiến sẽ bay về tới Roma một giờ sau đó. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề mùa chay xưng tội một nét vui xuân đến xuân đi mùa chay tới ít người nghĩ đến niềm vui của việc sám hối khi xưng tội nhiều người nghĩ rằng câu hỏi cần xưng tội không câu hỏi này thường dành cho những con chiên khô khan nguội lạnh còn con, lạy Chúa, dù con không thực sự biết con khô khăn nguội lạnh hay là sống đạo sốt sắng, nhưng con vẫn thường tự hỏi câu hỏi này, câu hỏi rằng có cần xưng tội không? Và khi ấy, con cảm thấy một chút vui vui. Con thấy tâm hồn tựa như căn phòng. Mỗi lần sắp rời xa căn phòng nhỏ, con dọn dẹp nó sạch sẽ ngăn nắp. Thế mà, sau hai tuần hoặc một tháng, trở lại căn phòng mình, con lại nhận thấy sự hoang dã hoang tàn của nó bởi lẽ bụi bẩn mạng nhện khắp phòng một lần hai lần nhiều lần như thế con chẳng động lòng cho đến lần kia con chợt nhớ lời của một vị thầy lão luyện trong lĩnh vực huấn luyện tâm hồn thầy ấy nói rằng cần quan tâm chăm sóc linh hồn mình cơ thể đói còn dễ nhận ra linh hồn đói không phải ai cũng có thể nhận ra nhiều khi linh hồn chết đói, người ta mới nhận ra thì đã quá muộn. Không chỉ là có tội thì cần sám hối và xưng thú, mà ngay cả những lỗi. Và càng khó sửa hơn nữa là những nết xấu, những tật xấu. Con phải làm gì đây? Nếu như con cần một kế hoạch để cải thiện sức khỏe thể lý, thì con cũng cần có phương án cụ thể cho sức khỏe tâm linh một cảnh tượng về căn phòng phát họa trước mắt con không chỉ là bụi bẩn và mạng nhện mà có thể là căn phòng hoang tàn sụp đổ nữa tội trọng cũng khủng khiếp như thế việc con cần làm chắc chắn là phải xây dựng lại ngôi nhà ngôi nhà gạch còn có thể nhờ người khác xây nhưng ngôi nhà tâm hồn nếu con không muốn chẳng ai có thể xây giúp cho con nếu con có muốn tự con con cũng không thể xây dựng lại hầu như ai cũng có kinh nghiệm sự bất lực này khi tội lỗi cứ ám ảnh cứ tái phạm liên miên và ai thực sự tin vào thầy Giê-xu sẽ có kinh nghiệm vượt qua sự cao quý của bí tích hòa giải là ở chỗ đó con cũng thấy tâm hồn tựa như cục xốp khi nguồn nước không đảm bảo để uống để sinh hoạt thì cần được lọc Trước khi nước được xử lý ở những công đoạn phức tạp và tinh vi, nước thường được xử lý thô bằng cách cho đi qua cục xốp để chặn lại bụi bẩn và đất cát. Nếu như cần quan tâm tới sự hòa giải nội tâm bản thân với thiên chúa trong bí tích thì con cũng cần quan tâm giúp đỡ người khác trong việc hòa giải trong cuộc sống. Khi giúp người khác, con tự nhắc lòng mình, con chỉ như cục xốp. Cục xốp giúp gạn lọc dòng đời Nhưng cục xốp cũng đồng thời bám lấy vào mình đầy những bụi đời Nếu cục xốp mãi chỉ là cục xốp mà thôi Chẳng mấy chốc, cục xốp sẽ đen đúng như dòng nước đục Và sẽ mất tác dụng lọc nước Sau thời gian làm việc, cục xốp cần được tắm gội trong dòng nước trong mát Để được rũ sạch bụi đời Cục xốp cũng cần được phơi dưới ánh nắng tươi mới để được thơm tho, để sạch mùi đời dòng nước trong lành ấy, ánh nắng tươi mới ấy chính là sức mạnh Chúa Giêsu ban trong bí tích hòa giải. Cục xốp cũng làm cho con nhớ tới kinh nghiệm của Thánh Phaolô khi ngài nói, chính ngài cũng phải lo sao cho bản thân mình được ơn cứu rỗi, vì chưng nếu chỉ biết lo giúp cho người khác được ơn cứu rỗi mà chính bản thân lại lơ là và biết đâu bản thân có sự tự mãn thì thật là uổng phí biết bao chẳng phải chúa đã nói được cả thế giới mà đánh mất chính mình thì nào được ích gì và người ta lấy gì để chuộc lại mạng sống mình con cũng thấy đi xưng tội có nghĩa là tuyên xưng trong tình yêu tên gọi xưng tội thường được nhiều người nhắc tới tuy nhiên dễ quên một thực tế là con chỉ dám nói tội của mình chỉ nói điều kín ẩn của lòng mình cho người mà con tin tưởng cho người mà con yêu mến em bé sẽ chẳng nói tội của bé cho cha mẹ nếu em biết chắc cha mẹ sẽ ghét và đánh mình. Trong sợ hãi, em buộc phải nói dối cho dù lòng không muốn nói dối. Trong gia đình đầy tình yêu mến, sẽ không có chỗ cho sự dối trá mà chỉ có chỗ cho lòng cảm thông tha thứ. Có thể có đổ vỡ, nhưng chắc chắn có hàn gắn. Có người quá nhấn mạnh vào nét xưng thú tội lỗi mà quên chưa nhớ tới nét tuyên xưng tình yêu thế đó khi xưng tội con không chỉ nhớ tới tội của con mà con còn nhớ tới tình yêu mến chúa dành cho con nữa tuyên xưng tình yêu tuyên xưng lòng thương xót của chúa thì quan trọng hơn có lần kia khi xưng tội với cha xứ nọ con làm cha mất kiên nhẫn cha đã mắng con nhưng trong thâm tâm con vẫn vui vì biết rằng chắc chắn chúa tha thứ cho con vì chúa là người cha nhân hiền thế là đủ xin cho con bắt đầu và lại bắt đầu amen trình mai anh và trần phúc nhạc xin giải đáp thắc mắc về vấn đề trợ tử và kết liễu mạng sống người bệnh vì lòng thương xót Thưa quý vị thính giả, ngày 27 tháng 2 vừa qua, dư luận tại Italia đã xúc động về tin ông Fabiano Antoniani, 40 tuổi, một người chuyên chơi nhạc trong các tiệm disco đã được đưa sang Thụy Sĩ để giúp tự tử trong một nhà trợ tử tại thành phố Zurich. Ông tên hiệu là DJ Fabio bị tai nạn lưu thông cách đây 3 năm, bị mù và liệt tứ chi gần đây ông đã xin tổng thống italia giúp ông được chết nhưng luật pháp italia không cho phép vì thế ông được người yêu valeria và hiệp hội luca cossoni chuyên cổ võ trợ tử tháp tùng sang thụy sĩ để được chết đảng cấp tiến đã giúp ông fabio toại nguyện và gây xúc động trong dư luận để thúc đẩy quốc hội italia cứu xét dự luật về euthanasia làm cho chết êm dịu Cách đây 24 năm, Quốc hội Hòa Lan cũng đã thông qua đạo luật cho phép kết liễu mạng sống của người bệnh nan y ở giai đoạn cuối đời, theo lời yêu cầu của chính đương sự. Hòa Lan là quốc gia thứ hai tại châu Âu, sau Đan Mạch, đã ban hành đạo luật gọi là làm cho chết êm dịu hay là giết người vì lòng thương xót. Từ đó cũng có nhiều nước khác ban hành những đạo luật theo chiều hướng đó, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay linh mục trần phúc nhạc đề cập đến vấn đề này thưa cha một người bệnh tật quá nặng không còn hy vọng có thể được chữa lành nữa và họ phải chịu nhiều đau đớn tại sao giáo hội lại cấm đoán chống lại đạo luật cho phép giải thoát bệnh nhân theo lời yêu cầu của họ như vậy nếu để cho họ được chết sớm thì có lợi cho tất cả mọi người đương sự khỏi đau đớn, khỏi có cảm tưởng mình là gánh nặng cho gia đình và xã hội, và gia đình cũng như xã hội cũng đỡ đau khổ. Lý do chính yếu khiến cho giáo hội không chấp nhận việc kết liễu mạng sống con người, kể cả trường hợp vì lòng thương xót, đó là giới răn thứ năm chúa dạy chớ giết người và do xác tín con người không phải là chủ thể tuyệt đối sự sống của mình và tất cả mọi sự sống đều có giá trị bao lâu thiên chúa còn duy trì nó dù là sự sống của một người đáng khinh hay một người tàn phế và bệnh nặng nhất thì trước mặt thiên chúa sự sống ấy vẫn có giá trị cao cả mà loài người không thể tự mình hủy diệt sự sống đó có thể có một giá trị cao cả hơn chúng ta tưởng khi nó thức tỉnh khả năng yêu mến, khơi dậy lòng bác ái nơi tha nhân hoặc khi chúng ta coi điều đó như một dấu hiệu cảnh cáo chống lại mọi tội lỗi là nguyên nhân đầu tiên của tình trạng đau khổ. Trong lịch sử vẫn không thiếu những người tàn tật nặng từ thuở sơ sinh nhưng vẫn sống hạnh phúc và góp phần xây dựng xã hội và phụng sự Thiên Chúa. Nhưng thưa cha, đối với những người bệnh tật quá đau đớn hoặc những người bị hôn mê nặng trong nhiều năm trời, không còn hy vọng gì cứu chữa nữa, không lẽ giáo hội cứ bắt họ phải chịu đau khổ và sống như khúc cây vô tri vô giác sao thưa cha? Họ đâu còn trí khôn nữa để mà thăng hoa những đau khổ của họ. Ngày mùng 5 tháng 5 1980, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố một tuyên ngôn về vấn đề euthanasia hay là làm cho chết êm dịu trong tuyên ngôn này nếu hiểu euthanasie làm cho chết êm dịu như một hành động tích cực gây ra sự chết cho người khác với mục đích chấm dứt nỗi đau khổ của họ dù họ ở trong tình trạng bệnh tật tuyệt vọng hoặc là hôn mê nặng thì hành động đó vẫn không bao giờ được phép vì như vừa nói trên đây không ai có quyền trên sự sống con người ngoại trừ một mình thiên chúa người bệnh nani cũng không được tự ý tìm sự chết cho mình vì tự tử là phủ nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa trên sự sống con người và chối bỏ ý định yêu thương của Ngài. Trước đó trong bài huấn dụ đọc trước các giám mục Hoa Kỳ tại thành phố Chicago ngày mùng 5 tháng 10 năm 1979, Đức thánh cha John Paul II cũng nói rằng giết người vì lòng thương xót hay là euthanasia là một lỗi luân lý nặng nề. Tội giết người như vậy không phù hợp với sự tôn trọng phẩm giá con người và nghĩa vụ tôn trọng sự sống. Tuy nhiên, khi bệnh nhân quá đau đớn, các bác sĩ vẫn được phép sử dụng thuốc mê hoặc là các thuốc làm giảm đau như morphine chẳng hạn, dù biết rằng việc sử dụng các thuốc đó có thể làm mất ý thức của bệnh nhân và có thể làm cho bệnh nhân ấy chết nhanh chóng hơn. Dĩ nhiên là họ phải làm với sự đồng ý của bệnh nhân hoặc là thân nhân của người bệnh. Đây cũng là giáo huấn của Đức Giáo hoàng Pio XII ngày 24 tháng 2 năm 1957. Như vậy có nghĩa là không được tích cực giết chết một bệnh nhân nan y, nhưng được phép để cho họ chết yên lành, tức là được dùng phương pháp euthanasia passive, thụ động phải không cha? Đúng vậy, trong tuyên ngôn ngày mùng 5 tháng 5 1980 của Bộ Giáo lý Đức Tin, Bộ cũng nói là được phép ngưng các hệ thống máy móc điều trị bệnh nhân khi thấy rằng không còn hy vọng gì nữa, mặc dù biết rằng khi ngưng máy như vậy thì bệnh nhân sẽ chết. Đây là trường hợp những người bị hôn mê lâu dài và được coi như đã chết về phương diện bệnh lý. Luân lý Công giáo phân biệt sự giết người êm dịu khác với quyết định từ chối không sử dụng những phương thế y khoa ngoại thường, điều mà người ta gọi là sự mải miết trị liệu với bất cứ giá nào. Nghĩa là một số những can thiệp y khoa không còn thích hợp với thực trạng của người bệnh bởi vì các can thiệp đó không tương ứng với kết quả mà người ta có thể hy vọng đạt được hoặc vì chúng quá tốn kém nặng nề đối với đương sự và gia đình họ trong hoàn cảnh ấy khi sự chết gần kề và không thể tránh được nữa thì ta có thể an tâm từ bỏ việc trị liệu nếu các biện pháp này chỉ kéo dài sự sống một cách bấp bênh và nặng nề tuy nhiên không vì thế mà ta được ngưng sự săn sóc bình thường cho người bệnh trong những trường hợp như vậy Ngày nay, nhiều nước cũng có luật cho phép trợ tử hoặc không trừng phạt những người làm cho chết em dịu. Tại sao hiện tượng này lan tràn, thưa cha? Trong thông điệp tin mừng sự sống, Đức Thánh Cha John Paul II đặc biệt đề cập đến vấn đề này ở chương thứ ba, các đoạn 64 và 65. Ngài vạch rõ nguyên nhân khiến con người ngày nay có xu hướng chấp nhận việc cho kết liễu sinh mạng con người, vì họ chỉ quý trọng sự sống nếu nó còn mang lại lạc thú và thoải mái và sự đau khổ bị coi như một sự thất bại không thể chịu đựng nổi do đó phải khử trừ đau khổ với bất cứ giá nào sự chết bị coi là phi lý nếu nó bất thình lình cắt đứt cuộc sống còn đang nở tươi hướng về tương lai để những kinh nghiệm thích thú phải làm nhưng cái chết lại được coi như là một giải thoát mà người ta đòi hỏi khi mà cuộc sống bị coi là không còn ý nghĩa gì nữa vì nó tràn ngập đau đớn và đương sự phải chịu những đau khổ ngày càng lớn lao không thể tránh được. Ngoài ra, một khi phủ nhận hoặc quên lãng quan hệ căn bản với Thiên Chúa thì con người sẽ nghĩ mình là tiêu chuẩn và là quy luật cho chính mình. Do đó, họ cho rằng mình có quyền yêu cầu xã hội bảo đảm cho mình khả năng và phương tiện để quyết định về sự sống của bản thân trong thái độ tự quyền hoàn toàn và trọn vẹn. Đặc biệt là con người tại các nước kỹ nghệ cao thường hành động như vậy. Họ cảm thấy bị những tiến bộ liên tục của y khoa và những kỹ thuật ngày càng tối tân đưa đẩy tới thái độ như thế. Trong bối cảnh trên đây, cám dỗ giết người êm dịu ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nghĩa là cám dỗ muốn trở thành chủ thể của sự sống và sự chết bằng cách gây ra sự chết trước thời hạn và chấm dứt sự sống của mình hoặc của người khác một cách êm dịu. Thái độ ấy mặc dù có vẻ là hữu lý và nhân đạo, nhưng thực ra là điều phi lý và vô nhân đạo nếu xét cho tường tận sâu xa. Tóm lại là như Đức Thánh Cha John Paul II đã nói, chính vì không còn tin tưởng nơi Thiên Chúa và không nhìn nhận giá trị của sự sống và của sự đau khổ, nên người ta tìm cách chấm dứt cuộc sống khi nó không còn làm cho người ta cảm thấy thoải mái nữa trước khi kết thúc chương trình linh tiến khải và mai anh xin trình bày với quý vị về đề tài hai hình thái hành hương và các định hướng mục vụ hành hương thưa quý vị thính giả khi tìm hiểu đề tài hành hương chúng ta nhận thấy có hai hình thức hành hương hành hương tư tức là đi riêng rẽ tự lập và hành hương cộng đoàn được tổ chức thành các đoàn hành hương trên bình diện hội đoàn giáo sứ giáo phận hay quốc gia có người hướng dẫn và có các chương trình cử hành đặc biệt các đoàn hành hương này thường khi được chính các hồng y tổng giám mục giám mục hay linh mục tu sĩ giáo phận hướng dẫn trong trường hợp hành hương tư, tuy bề ngoài xem ra là cô lập, nhưng trong tinh thần, các tín hữu hiệp nhất trong đức tin với các anh chị em của mọi đoàn hành hương khác cùng hiện diện tại các đền thánh và trung tâm thánh mẫu. Lý do vì mọi tín hữu hành hương đều tham dự vào các buổi cử hành phụng vụ tại đền thánh như các buổi cử hành bí tích thánh thể, kiệu hay chầu thánh thể, rước kiệu và lần hạt mân côi kính đức mẹ, đó là những sinh hoạt được mọi tín hữu hành hương chấp nhận tích cực tham gia và thực hành với số tín hữu đi hành hương riêng tư ngày càng gia tăng việc mục vụ tại đền thánh cũng phải chú ý tới họ tiếp đón hướng dẫn và đồng hành với họ trên con đường thiêng liêng đôi khi đó là các bạn trẻ và công tác mục vụ phải đặc biệt chú ý tới các nhu cầu của họ các tín hữu hành hương theo đoàn hay các nhóm Đôi khi tụ tập nhau vì sự kiện đơn sơ là đứng gần nhau, đôi khi họ chỉ là khách du lịch do các tổ chức đặt để như vậy bên cạnh các tô hữu. Nhưng dọc dài chuyến du hành, họ đã sống kinh nghiệm của một bầu không khí cộng đoàn thực sự và nhờ đó đã ý thức rằng ngoài chuyện họ là các cá nhân tìm trả lời cho các đòi hỏi của cuộc sống Kitô, họ cũng là một phần của dân Thiên Chúa với các tâm tình liên đới và các trách nhiệm việc hoán cải không thôi không đủ, cần phải học hỏi cùng nhau hoán cải nữa. Đây là điều tín hữu có thể đạt được trong các cuộc hành hương giáo phận do các giám mục hướng dẫn. Sự kiện qua đông đảo tín hữu hành hương tới các trung tâm và đền thánh Đức Mẹ, đòi buộc giáo quyền sở tại và ban giám đốc đền thánh, có các chương trình mục vụ cho tín hữu, làm sao để giúp họ sống các kinh nghiệm sâu đậm và lãnh nhận được nhiều lợi ích tinh thần cho cuộc sống ở đây không phải là nơi để ra mục vụ cho các tín hữu hành hương. Nó là nhiệm vụ của các tổ chức chuyên môn, các hướng dẫn của các ban giám đốc đền thánh hay các tài liệu trợ giúp chuyên biệt. Nhưng tất cả những gì chúng ta đã trình bày cho tới nay cũng là một loại định hướng mục vụ cho người hành hương. Vì là một hình thức lịch sử, cuộc hành hương Kitô phải đáp ứng các đòi hỏi của tính chất trung thực, đối với đức tin kitô không phải con người quyết định nơi trốn và thời gian gặp gỡ với thiên chúa cuộc hành hương phải hướng tới chỗ trả lời cho cống hiến mà thiên chúa ban cho chúng ta do lòng thương xót và tình yêu thương của ngài dấu chỉ rõ ràng dễ nhận nhất của việc triệu tập từ phía thiên chúa là ở nơi đâu có việc cống hiến ơn tha thứ và hòa giải thời gian và nơi trốn cũng phải diễn tả tính cách thời sự thiên chúa đã không chỉ nói và hành động trong quá khứ mà thôi các việc kỳ diệu của thiên chúa không chỉ là các việc diệu kỳ được kể lại trong thánh kinh cần phải hỏi xem trong hiện tại thiên chúa hoạt động ở đâu một cách ý nghĩa có thể nảy sinh các cuộc hành hương và hình thức của các lộ trình mới nơi nở hoa các kinh nghiệm mới về giáo hội cuộc hành hương phải phục vụ việc xây dựng giáo hội nó không được là của giới ưu việt nhưng phải là của người dân của người nghèo nếu khác đi thì không có tính cách ngôn sứ và sáng tạo cần thăng tiến việc đón tiếp nhau cho nhau ở cùng đi với nhau và thực hiện tình liên đới để ở ngoài cơ cấu và việc phải trả thuế cuộc hành hương không được diễn tả các đòi buộc nặng nề như trả nợ hay mua bán các dễ dãi trước mặt thiên chúa nhưng phải là một loại lễ hội trong đó con người gặp gỡ thiên chúa trong các bí tích không có hành hương nếu không có các buổi cử hành bí tích thánh thể và bí tích sám hối hay bí tích hòa giải trái lại chính trong cuộc hành hương bí tích thánh thể xuất hiện trong tất cả ánh sáng thật của nó nảy sinh từ một cuộc hành hương, nó là bí tích cuộc xuất hành của Chúa Kitô và là việc tưởng niệm thành toàn của giao ước cho chúng ta cũng như là lương thực cho cuộc hành trình trên trần gian này. Một cách cụ thể xem ra các tiêu chuẩn được theo tại trung tâm lộ Đức bên Pháp là một kinh nghiệm phong phú có thể cống hiến một mô thức cho mục vụ hành hương. Tiêu chuẩn thứ nhất, trung tâm thánh mẫu phải tạo ra một bầu khí cộng đồng, bên trong nhóm hành hương cùng với các nhóm khác sống kinh nghiệm hiệp thông giữa các cộng đoàn và các giáo hội khác nhau. Tiêu chuẩn thứ hai, trong các sinh hoạt cầu nguyện phải dành chỗ nhất cho các cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt là phụng vụ thánh thể. Tiêu chuẩn thứ ba, phải có một thời gian mạnh mẽ cho cuộc sống thiêng liêng như các cuộc tĩnh tâm, dài ngắn tùy theo thời gian có được với các bài giảng thuyết và các bài giáo lý xúc tích cụ thể. Tiêu chuẩn thứ tư, nếu cần tránh chủ trương cứng nhắc thái quá trong chương trình hành hương nên có các lúc rảnh rỗi cho tín hữu thì cũng không nên rơi vào chỗ biến cuộc hành hương trở thành một chuyến du lịch, nhưng cần phải để ý để nó diễn ra trong bầu khí cầu nguyện sau đây là vài yếu tố cần thăng tiến trong các cuộc hành hương thứ nhất là quyền ưu tiên của lời cầu nguyện thiếu lời cầu nguyện thì cuộc hành hương tan biến trong nghĩa này lộ đức là kinh thành của lời cầu nguyện đây là điều chính đức mẹ đã xin chị bernadette cũng như các tín hữu ngay từ đầu hay đúng hơn trước khi có sứ điệp và cầu nguyện là đặc thái đã khiến cho lộ đức trở thành thủ đô của lời cầu nguyện có chiều kích giáo hội ngày càng rộng rãi hơn điều Đức Mẹ xin trong lần hiện ra ngày mùng 2 tháng 3 năm 1858, đó là các linh mục hãy xây một nhà nguyện kính Đức Mẹ và đi kiệu tới đây. Nó ám chỉ giáo hội trên đường lữ hành và bí tích thánh thể. Ngày nay mỗi khi hành hương tới lộ Đức, tín hữu có thể tham dự các thánh lễ riêng theo đoàn ngay tại hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra hay trong vương cung thánh đường bên dưới cũng như các thánh lễ quốc tế chung cho tất cả mọi người trong vương cung thánh đường dưới lòng đất họ cũng có thể chầu mình thánh chúa trong vương cung thánh đường bên trên vào ban chiều có buổi rước kiệu mình thánh chúa chầu phép lành và ban phép lành cho các bệnh nhân vào ban tối có buổi rước nến lần hạt mân côi kính đức mẹ tín hữu cũng có thể lãnh bí tích hòa giải và tắm nước suối đức mẹ đã có nhiều bệnh nhân được khỏi bệnh khi tham dự cuộc rước kiệu thánh thể lúc vị chủ sự cầm mặt nhật mình Thánh Chúa ban phép lành trên họ hay sau khi tắm nước suối Đức Mẹ. Ngoài các giờ tham dự Thánh lễ kiệu mình Thánh Chúa và rước nến lần hạt, trước hang đá Đức Mẹ lúc nào cũng có người lần hạt cầu nguyện có khi suốt đêm, đặc biệt trong mùa hè và những ngày trời đẹp. Năm 2004, khi viếng thăm lộ Đức, Đức Doan Phao Lô II đã nói, Tại đây Đức Trinh Nữ mời gọi chị Bernadette lần hạt mân côi, trong khi chính mẹ cũng lần hạt. Như thế hang đá này đã trở thành địa điểm của một trường cầu nguyện gây kinh ngạc, nơi mẹ Maria dạy cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng gương mặt của Chúa Kitô với một tình yêu nồng cháy. Chính vì thế Lộ Đức là nơi các tín hữu của Pháp và của biết bao nhiêu quốc gia Âu Châu khác cũng như của thế giới quỳ gối cầu nguyện. Thứ hai, con đường sám hối đền tội là một sự kiện nền tảng đối với việc tháp nhập vào mầu nhiệm phục sinh. Đây là một điểm quan trọng trong sứ điệp lộ đức. Sám hối hoán cải trở về với Thiên Chúa. Hoán cải tơ trong tiếng Do Thái có nghĩa là quay ngược lại 180 độ, đang trên con đường xa Chúa quay trở về với người. Hoán cải Metanoia trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là nghĩ cao hơn, nghĩ khác đi, thay đổi não trạng thay đổi tâm thức, thay đổi cung cách suy tư hành xử, bỏ đàng tội lỗi để trở về với Thiên Chúa. Trong cuộc sống đức tin, ai cũng ít nhiều cần phải hoán cải, và tiến trình hoán cải ấy chỉ kết thúc với cái chết của mình. Tại Lộ Đức, Đức Mẹ đặc biệt xin chị Bernadette hãm mình hôn đất làm việc đền tội và cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn trở về với Chúa và Giáo hội đền bù tội lỗi cũng sẽ là một phần của sứ điệp khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với ba trẻ chăn chiên là Lucia, Francisco và Jacinta từ ngày 13 tháng 5 cho tới ngày 13 tháng 10 năm 1917. Thứ ba là việc tham dự vào cuộc sống của giáo hội bằng cách bước vào trong các lo lắng và hoạt động của giáo hội. Điều này phải linh hứng cho chương trình của các trạng trong chuyến hành hương, việc linh hoạt các ngày hành hương, kiểu sống của nhóm hành hương, các tương quan với các cộng đoàn gặp gỡ trên đường hành hương. Cuộc hành hương phải đề cao việc tưởng niệm giáo hội, loan báo việc Chúa Kitô trở lại, việc cộng đoàn đi tới gặp gỡ ngài và chứng tá đối với những người ở bên ngoài. Chính vì thế mà con đường hành hương không phải là một sự kiện đứng riêng rẽ một mình, ít nhiều bị loại bỏ bên lề cuộc sống giáo hội, lại càng không thể mâu thuẫn với giáo hội. Việc tôn kính mẹ Maria trong các cuộc hành hương, mẹ Maria có tương quan mật thiết với Chúa Kitô và Giáo hội, vì mẹ là mẹ của Chúa Giêsu Kitô và cũng là mẹ của Giáo hội. Chính vì thế các Kitô hữu cảm thấy được mẹ giáo dục, hướng dẫn và che chở. Kitô hữu nhận ra vai trò cao quý ấy của mẹ không phải do lòng lành của Thiên Chúa ban cho hay do sự sùng mộ của Kitô hữu, nhưng có nền tảng trong lời Chúa. Mẹ Maria chiếm một chỗ đáng kể trong phụng tự, vì vậy chỉ giản lược nó vào trong lĩnh vực tâm tình là một viễn tượng sai lạc dẫn đến một mục vụ thiếu sót. Cuộc hành hương tân tiến ngày nay có đặc thái thánh mẫu do sự phát triển phụng tự lòng sùng kính đối với mẹ trong giáo hội. Cần phải bước sang một lòng sùng mộ trung thực với vai trò của mẹ Maria trong lịch sử cứu độ. Hành hương sẽ vén mở cho thấy sự hiện diện của mẹ Maria nơi các tín hữu và trong giáo hội bằng cách khám phá ra hình ảnh mà chúng ta thường thấy trong phúc âm là hình ảnh lữ hành để cùng sống với mẹ trên lộ trình đức tin. Hành hương như lộ trình với mẹ Maria là nơi sống kinh nghiệm về mẹ, cho thấy sự hiện diện của mẹ trong cuộc sống của giáo hội. Là thầy dạy cầu nguyện, mẹ Maria đồng hành với các lời chúc tụng và khẩn cầu của dân Chúa. Noi gương mẹ tiếp nhận tin vui và làm cho nó sinh hoa trái, các tín hữu hành hương nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới và hoạt động của Chúa phục sinh giữa lòng nhân loại bằng cách làm dậy men trong nó các hoa trái của hòa bình. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha đề cao dịch vụ điện thoại bạn Italia phục vụ những người cô đơn gặp khó khăn, buồn sầu, âu lo. Vatican, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Colombia trong 5 ngày, từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm nay, theo lời mời của Tổng thống và Hội đồng Giám mục nước này. Accra, Ban Thường vụ Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, kêu gọi Ban lãnh đạo Đài Vatican tái lập việc phát thanh qua sóng ngắn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.600 kHz, tức là 31m25, và 11.900 kg xích, tức là 25 m 21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.560 kg xích, tức là 31 m 38 và 11.890 kg xích, tức là 25 m 23. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thứ từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.